Tại Việt Nam, ngay từ khi dịch Covid-19 xuất hiện thì vào thời điểm nhiều trường đang băn khoăn có nên cho sinh viên đi học hay nghỉ ở nhà, thì trường đại học RMIT đã quyết định chuyển toàn bộ học kỳ này sang dạy và học trực tuyến. Thực tế thì hình thức này đã được RMIT triển khai một cách đồng bộ từ lâu nay và chúng ta sẽ cùng đến với 1 giờ học trực tuyến của các sinh viên RMIT. Khoảng 6 tuần nay, lớp học thiết kế thời trang của cô Chiat vẫn được duy trì bằng cách học trực tuyến. Bí quyết để cô giữ chân sinh viên chính là biến bài giảng thành các video thật sinh động, dù họ vốn là những giáo viên chứ không phải những nhà sản xuất chuyên nghiệp. Chúng tôi phải tận dụng mọi thời gian để làm và quay các video. Dù không đạt được chất lượng như Hollywood, nhưng các video của chúng tôi đảm bảo là hình ảnh hấp dẫn, âm thanh tốt và khiến người học hứng thú. Cách dạy trực tuyến cũng khác nhiều với việc đứng lớp hàng ngày. Thay vì giảng bài, cô Chiat chuyển sang cách trò chuyện, đặt nhiều câu hỏi và đưa tình huống thực tế. Và quan trọng nhất là áp dụng phương pháp dạy kèm, với mỗi nhóm chỉ 4 đến 5 sinh viên. Việc chia lớp thành những nhóm nhỏ rất quan trọng, giúp chúng tôi theo sát và hướng dẫn các em một cách tốt nhất. Bản thân giáo viên cũng phải học cách dạy trực tuyến và thực hành thường xuyên, cách giảng bài tương tác với người học như thế nào, làm sao để chắc chắn là học đã tiếp thu được kiến thức. Bình thường khi giảng bài tôi sẽ viết mọi thứ lên bảng, còn khi dạy online thì tôi sẽ dùng iPad để thay thế rất hiệu quả. Viết lên iPad và giơ lên cho học sinh như thế này. Nếu điểm mạnh của học trực tiếp ở trên lớp là sự giao tiếp, thì học trực tuyến có cái hay, đó là học sinh có thể tự xem lại bài giảng. Nếu lỡ một phần nào đó thì sẽ mở lại video lớp học và xem lại rất dễ. Đầu học kỳ chỉ khoảng 30% sinh viên đăng ký học online, thì nay con số này đã tăng lên hơn 90%. Và khi đã đăng ký thì học không chỉ là thụ động, chờ đến giờ bật máy tính lên rồi học. Sinh viên sẽ phải chuẩn bị bài rất kỹ và đóng góp vào bài giảng. Em thấy học đại học nó có rất là nhiều kiến thức mới, thế nên là phải chuẩn bị rất là kỹ thì mới có thể hiểu được bài. Thế sau rồi là sau khi nghe cô giảng xong thì em sẽ đọc lại cái nốt mình viết lại hoặc là đọc lại slide của cô nữa, thì như thế mới có thể hiểu được sâu hơn nhỉ, nhất là khi mình phải tự học ở nhà nữa. Cảm giác là bọn em được tự động hơn trong việc chuẩn bị bài và đọc trước bài trước khi mỗi cái giờ học của thầy cô. Cung cấp giáo dục chất lượng cao trên mọi nền tảng, ứng dụng công nghệ chính là một điều kiện tiên quyết để nhà trường triển khai hiệu quả việc học trực tuyến. Thông qua đó, trường cũng xây dựng một giáo án dành riêng cho học online, chứ không đơn thuần là chuyển những bài giảng từ trên lớp sang dạy trực tuyến.